Xin chào các con. Chào mừng các con đã đến với trường mầm non Sơn Ca 3 thuộc đơn vị xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Các con ơi, trong video lần trước, cô đã hướng dẫn các con làm đồ dùng đồ chơi tự tạo ở nhà. Trong video hôm nay, cô An sẽ hướng dẫn các con làm quen chữ cái nha. Trước khi vào làm quen chữ cái, thì bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau một vận động một bài hát. Nào chúng ta cùng vận động. Nên cô sẽ thưởng cho các con một phần quà nha. Các con có muốn biết bên trong phần quà có gì không nè? Vì bây giờ cô cháu mình cùng mở hộp quà ra nha. Các con cùng đếm với cô. 1, 2, 3. Các con ơi, trong hộp quà có chứa chữ cái gì vậy các con? Đúng rồi, đây là chữ cái O mà cô muốn giới thiệu cho các con đó. Bây giờ các con sẽ lắng nghe cô phát âm nha. O, O, O. Các con ơi, có bạn nào cho cô biết chữ cái O có mấy nét và đó là nét gì không? Các con ơi, cô cũng đoán được, có bạn đã biết rồi đó các con. Bây giờ các con cùng nhìn xem chữ cái O có mấy nét và đó là nét gì nha các con. Các con ơi, phía trên chữ cái O có một chấm tròn đen. Các con sẽ nhìn vào chấm tròn để biết chấm tròn vẽ mấy nét nha. Các con ơi, chấm tròn vẽ mấy nét vậy các con? Đúng rồi, chấm tròn vẽ một nét đó các con. Đó là nét cong tròn khép kín đó các con. Có bạn nào biết được chữ cái O có những kiểu chữ nào không? Để biết được chữ cái O có những kiểu chữ nào thì bây giờ các con cùng chú ý quan sát nha. Cô có chữ cái O in hoa, chữ cái O in thường và chữ cái O viết thường. Khi lên lớp 1 các con sẽ được học ba chữ cái này có hình dạng khác nhau nhưng chúng cùng phát âm là chữ cái O đó các con. Bây giờ các con chú ý lắng nghe cô phát âm lại nha. O, O, O. Các con ơi, bây giờ các con cùng chú ý nhìn xem cô có con gì đây. Đúng rồi đó các con, đây là con gà trống đó các con. Vậy có bạn nào cho cô biết gà trống gáy như thế nào không? Bây giờ các con cùng chú ý lắng nghe gà trống gáy nha các con. Các con ơi, có bạn nào giỏi cho cô biết khi gà trống gáy sẽ phát ra chữ cái gì không? Đúng rồi đó các con, khi gà trống gáy sẽ phát ra chữ cái O đó các con. Đây là những chữ cái mà khi gà trống phát âm nó chứa chữ cái O phía bên trong đó các con. Các con ơi, tàu hỏa sắp chạy rồi đó các con. Bây giờ các con chú ý quan sát khi tàu hỏa chạy sẽ mang theo chữ cái gì nha.
các con ơi, tàu hỏa mang theo chữ cái gì vậy các con? Đúng rồi, tàu hỏa mang theo chữ cái ô đó các con. Bây giờ các con chú ý lắng nghe cô phát âm chữ cái nha. Ô, ô, ô. Các con ơi, các con nhìn xem chữ cái ô có mấy nét, đó là những nét gì? Đúng rồi đấy các con, chữ cái ô có 3 nét và đó là những nét như sau. Một nét cong tròn khép kín và hai nét xiên ở phía trên đó các con. Các con ơi, chữ cái ô có những kiểu chữ cái như sau. Cô có chữ cái ô in hoa, chữ cái ô in thường và chữ cái ô viết thường. Khi lên lớp 1 các con cũng sẽ được học. Ba chữ cái này có hình dạng khác nhau nhưng chúng cùng phát âm là ô đó các con. Bây giờ các con cùng chú ý lắng nghe cô phát âm lại nha. Ô, ô, ô. Cô thấy nè, các con chú ý rất là giỏi. Bây giờ các con cùng chơi với cô một trò chơi nhỏ nha. Đó là trò chơi tìm chữ trong từ. Cách chơi là như thế này. Các con sẽ tìm chữ cái trong từ phía dưới hình ảnh của cô cho các con xem nha. Nhiệm vụ của các con sẽ tìm chữ cái ô cho cô. Bây giờ các con nhìn xem cô có hình ảnh gì đây. Đúng rồi, đây là hình ảnh cô giáo đó các con. Và phía dưới hình ảnh cô giáo cô cũng có từ cô giáo. Bây giờ các con hãy tìm chữ cái ô trong từ cô giáo cho cô nha. Các con rất là giỏi. Chúng ta tới hình ảnh tiếp theo nha. Các con nhìn xem cô có hình ảnh gì đây. Đúng rồi, đây là cái ô đó các con. Và phía dưới hình ảnh cái ô cô cũng có từ cái ô. Bây giờ các con hãy tìm chữ cái ô trong từ cái ô. Các con rất là giỏi. Các con nhìn xem cô có hình ảnh gì tiếp theo đây. Đúng rồi, đây là hình ảnh con hổ đó các con. Và phía dưới hình ảnh con hổ cô cũng có từ con hổ. Bây giờ các con sẽ tìm chữ cái ô trong từ con hổ cho cô nha. Các con rất là giỏi nha. Các con ơi, các con nhìn xem có chữ cái gì xuất hiện á con. Chữ cái gì nè? Đúng rồi, đây là chữ cái o đó các con. Và các con nhìn xem nè, bạn chim đang thả một dấu mốc đi đâu nè. Ôi, bạn ấy đã thả dấu mốc xuống chữ O rồi đó các con. Các con ơi, chữ cái O thêm một dấu mốc thì tạo thành chữ cái gì vậy các con? Đúng rồi, đó là chữ cái Ơ đó các con. Bây giờ các con chú ý lắng nghe cô phát âm chữ cái nha. Ơ, ơ, ơ. Các con ơi, chữ cái ơ có hai nét đó các con. Đó là một nét cong tròn khép kín và một nét móc ở phía bên phải đó các con. Bây giờ cô sẽ ghép nét lại cho các con xem nha. Các con ơi, chữ cái ơ có những kiểu chữ như sau. Cô có chữ cái ơ in hoa, chữ cái ơ in thường và chữ cái ơ viết thường. Khi lên lớp 1 các con sẽ được học. Bây giờ các con cùng lắng nghe cô phát âm lại chữ cái ơ nha. Ơ, ơ, ơ. Các con ơi, trên đây cô có một bài thơ chứa chữ cái ơ giúp các con rèn luyện cách phát âm. Bây giờ các con sẽ đọc cùng cô nha. Khi cô đọc một câu thì các con sẽ lặp lại cùng cô nha các con. Chú cuội ngồi gốc cây đa, để trâu ăn lúa gọi cha ơi ơi.
Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. Các con rất là giỏi. Các con ơi, bây giờ các con nhìn xem cô có chữ gì đây. Cô có chữ O, chữ O và chữ Ơ đó các con. Bây giờ các con cùng so sánh xem chữ cái O, O, Ơ giống và khác nhau ở điểm nào nè. Đúng rồi đó các con, ba chữ cái O, O, Ơ giống nhau, đều có một nét cong tròn khép kín đó các con. Và khác nhau ở chỗ chữ cái O thì có hai nét riêng ở phía trên, còn chữ cái Ơ thì có một nét móc nhỏ ở phía bên phải đó các con. Bây giờ các con cùng chú ý lắng nghe cô phát âm lại nha. O, O, Ơ. Cô thấy nè, các con này chú ý rất là giỏi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi nha. Trò chơi thứ nhất có tên là vòng quay kỳ diệu. Và cách chơi là như thế này. Ở đây cô có một vòng quay. Trên vòng quay có chứa các khung, có chứa ký hiệu chữ cái đó các con. Và phía bên trên cô có một cây kim chỉ. Khi cô bấm quay thì vòng quay nó sẽ xoay. Khi cô bấm dừng, kim chỉ vào chữ cái nào thì các con sẽ phát âm chữ cái đó nha. Bây giờ chúng ta cùng chơi nhé con. Các con ơi, kim chỉ vào chữ cái nào vậy các con? Đúng rồi, kim chỉ vào chữ cái O đó các con. Bây giờ các con cùng phát âm lại với cô nè. O, O. Rất là giỏi, bây giờ chúng ta cùng chơi tiếp nha. Các con ơi, kim chỉ vào chữ cái nào vậy các con? Đúng rồi, kim chỉ vào chữ cái ô đó các con. Các con cùng phát âm lại nè. Ô, ô, ô. Rất là giỏi, chúng ta chơi tiếp con. Các con ơi, vòng quay dừng lại ở chữ cái nào vậy con? Đúng rồi, dừng lại ở chữ cái ơ. Bây giờ chúng ta cùng phát âm nha. Ơ, ơ, ơ. Rất là giỏi, cô khen các con nè. Các con ơi, tiếp theo trò chơi thứ hai của cô có tên là ai tin mắt. Và cách chơi là như thế này. Trên đây cô có một cây táo và có chứa rất là nhiều quả táo mang ký hiệu chữ cái đó các con. Và ở đây cô cũng có một cái giỏ để chứa những quả táo đó các con. Nhiệm vụ của các con sẽ làm theo yêu cầu của cô là chọn quả táo có mang ký hiệu theo yêu cầu của cô đó con. Thời gian là 5 giây, các con sẽ tìm quả táo theo yêu cầu của cô nha. Bây giờ các con cùng lắng nghe yêu cầu của cô nha. Các con hãy tìm cho cô quả táo có mang ký hiệu chữ O. 5 giây bắt đầu. Rồi các con sẽ trả lời nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Con rất là giỏi. Chúng ta chơi tiếp nha. Bây giờ các con hãy tìm cho cô quả táo có mang ký hiệu chữ O. 5 giây bắt đầu. Rồi, bây giờ các con sẽ tìm nha. Con rất là giỏi. Bây giờ các con sẽ tìm cho cô quả táo có mang ký hiệu chữ cái Ơ. 5 giây bắt đầu. Rồi bây giờ các con cùng tìm nha.
xuất sắc. Các con ơi, vừa rồi cô vừa hướng dẫn các con nhận dạng và phát âm chữ cái O, O, Ơ. Cô mong rằng thời gian các con ở nhà, các con sẽ tập rèn luyện phát âm cho mình một cách chính xác và giỏi hơn nha. Cô hẹn gặp lại các con ở trong những video lần sau. Chào tạm biệt các con.